anh có chủ rồi. Con gái con đứa không biết mở mồm xin à? Trên bịch bánh có ghi tên mày không mà sao mày ích kỷ vào trong miếng coi. Hai đứa bay có bịch bánh sùm. Muốn ăn vô nhà tao kìa, muốn kho. Ủa, người có tiền nó khác, nói đanh thép nhờ. Cậu phải dành. Ê, ghét rồi, tao thấy ba thằng bay không có coi tao là con gái luôn á. Tụi bay có đáng mặt đàn ông không vậy? Chứ mày nghĩ mày là con gái à? Hứ? Nhiều ba đương nít. Chắc mày người lớn. Nghe hỏi á. Miễn rồi. Đã mập vừa còn ăn cho nhì luôn. Alo. Tôi nghe nè. Rồi, được rồi, tôi qua liền. Vậy ba? Bên công an mới gọi mày đúng không? Ừ. Án nghiêm trọng đúng không? Ừ. Đúng. Anh hay cái chỗ đó đó. Tao đọc được qua điện thoại mình luôn. Ừ, hay quá ha. Rồi định làm gì vậy? Tao đi với mày. Chị ba. Tao phân tích quá chuẩn. Mày phải cho tao đi với mày. Thôi lẹ đi đi. Mệt quá. Ủa? Thằng mày đâu hả? Nó đâu kệ nó. Mày ý kiến vậy? Nếu theo như hồ sơ thì đây là một vụ án giết người hoang loạn. Và tất cả nạn nhân đều là phụ nữ bị giết cùng bởi một người hoặc là rất nhiều người. Chú em này có vẻ lanh ha. Chị Lô, hôm mấy mày ngồi xuống mày bớt nói giùm tao, chỗ này không phải chỗ mày muốn mỏ ha, không phải chỗ chơi. Đây quả thật là một vụ án giết người hàng loạt rất nghiêm trọng. Theo nhận định của chúng tôi thì tất cả những cô gái bị sát hại chỉ do một người làm. Và điều quan trọng là gần đây có một cô gái đã bị mất tích nhưng vẫn chưa tìm được. Vậy là anh cần tụi tôi giúp anh đúng không? Thôi đi cha, ngồi xuống. Xàm xàm. Cho đến thời điểm hiện tại thì đã có 3 cô gái bị sát hại. 3 cô gái này có một điểm chung, đó là cao tầm 1m6, cân nặng 50kg, tóc dài và đen. Số đo 3 vòng thì như nhau. Và gần đây cũng có một cô gái đã bị mất tích, có những nét tương đồng. Chúng tôi cần bên mình hỗ trợ điều tra, tìm kiếm để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tao nói mà, y chang. Theo như mà thông tin của công an cung cấp á nha, tao nghĩ tụi này không đơn giản đâu. Mà tụi nó có hẳn một tổ chức luôn á. Mày chắc hồi xưa hay ăn ốc lắm hả? Là sao? Ý mày nói tao đều võ hả? Xàm. Ý tao nói là mày hay đón mò. Một mình mày bằng nguyên cái đồn công an với mấy anh công an cộng thêm tao. Thì không ai nói thì tao nói. Tao có dành nói với ai đâu. Tao không có nói mày dành nói. Mà là cái này mày nhảy thẳng vô họng người ta mày nói luôn. Phải chứ mày nói đúng tao không nói. Nói ba cái tàu lao gì đâu không. Xàm xàm. Ờ. Ý mày nói tao nhiều chuyện chứ gì? Ý mày nói tao tào lao vậy? Khỏi nói. Bài. Ơ thằng này giận nữa mày. Ê, sao mày chưa về nữa? Chơi. Úc, mày bị đặt giận hơn ai à? Hơi sức đâu mà giận mày. Tao nghĩ á nha, tất cả các nạn nhân đều có một điểm tương đồng với nhau, thì chắc chắn họ có những cái gì đó giống nhau. Tiếp. Dạ. Hung thủ còn là chung một người. À, mà công an tìm thấy tung tích con bé mất tích chưa? Thì đâu? Mày có biết là nhiệt tình mà cộng thêm ngu dốt là nó thành phá hoại. Thì tao đang tìm manh mối. Tao phải lật đi lật lại vấn đề. Tao không làm thám tử mà tao còn biết.
Nhưng quan trọng là mấy cái chuyện mày nói người ta ai cũng biết hết. Hai đứa bay làm gì mà sùm như hai gái lấy chung một chồng ấy. Mày lại đây. Mày thử hỏi thằng Ken này, coi nó biết gì không? Sao? Như nào? Có đó. Chuyện gì tao chưa biết? Nó có biết gì đâu. Tao chấp tay tao lại mày này đi luôn. Như vậy mà mày cũng nói được nữa. Ơ kìa, hai thằng này làm sao ấy? Đang có một cái án lớn. Giết người, mang gợ, giả mang. Nó nói có đúng không? Này, mày không tin tao à? Tin. Nhưng mà mọi sự việc qua cái miệng của mày ấy, nó bị drama hóa lên nhiều lắm. Nên hỏi nó cho chắc ăn. Mà bên vụ án sao rồi? Công an có nhờ mình gì không? Thì công an kêu tìm tung tích cô gái bị mất tích đó. Mà có đặc điểm giống như ba cô gái mới chết. Đâu? Sao không tin à? Nè. Có khi nào con bé đó nó bị giết rồi? Thì tao cũng phỏng đoán với tụi bay thôi. Làm gì căng? Alo. Rồi. Có chuyện gì đấy? Công an kêu là tìm thấy xác cô gái rồi. Đó. Tao nói không đúng mới sợ. Mày đi đánh răng đi. Mất gì đánh răng? Mồm mày ăn mắm ăn muối nói toàn những cái thứ xui xẻo không? Nó nói đúng. Ê dính. Chứ. Mày để cho nó yên đi. Chứ không tao thấy huynh đệ thương tàn bây giờ. Bay á. Không thằng nào mà thấy được cái khả năng thật sự của tao hết. Trước khi chết, hẳn là cô ta đã vùng vẫy rất nhiều, nhưng đã bị hung thủ khống chế. Mà tôi thấy cái bên vai trái của nạn nhân, nó cũng có một cái vết bỏng mà giống như là ba nạn nhân trước. Và tôi nghĩ tất cả đều cùng một thứ vậy. Và có một điểm chung, cô gái này cũng bị đâm bên phía vùng bụng non, phía bên trái cơ thể, như các cô gái trước. Mà anh nè, hồi nãy trong đó đó, anh có ngửi được thấy cái mùi nhang, nó rất là nồng đó. Nhiều lắm luôn. Ủa, vậy cuối cùng ai là hung thủ? Sao tao biết được? Tao mà biết, tao đã đi nói với công an rồi, đâu cần phải kiếm. Ủa Tilo, tao tưởng là mày phải cái gì cũng biết và cái gì mà cũng nói chuẩn mà nói đúng. Thì cái gì cũng phải có manh mối. Tao nói theo logic chứ bộ. Tao phải muốn phán là phán. Ủa ơi, logic luôn, thật luôn. Ừ. Mấy thằng á mà không biết gì là mấy thằng hay thích thể hiện lắm, đúng không? Con này. Đây nè, nè. Cái vụ này đang rất là căng ha. Không có thời gian cho tụi bay ngồi nói mấy cái chuyện này đâu. Ê, tao thấy tụi mình cứ như kiểu là biệt đội phá án ấy nhở? Thì chính xác nó là vậy mà. Nhưng mà dạo này mình nói chuyện hơi giống này đó. Đúng rồi, bớt nói chuyện quầy vốn lại đi ha. Chào mày. Dạ. Tao thấy mày giống thầy lắm rồi đó. Thầy? Ý mày là gì? Thầy dùi á. Chỉ mua dùi công kích người khác. Muốn chia rẽ tụi tao hả? Mắc cười quá Tilo ơi. Mày nghĩ tao rảnh tới mức độ đi chia rẽ tụi bay á? Thật chất là mày. Như vậy từ lâu rồi, hiểu chưa? Thôi, xin mấy ba, tao lạy luôn á.
gây hoài à. Tao thấy á, nếu bây giờ như vậy thì mình cần một cái chỗ làm việc để tập trung gì, có máy móc đàng hoàng, không sơ sài như này được. Ý mày là mình phải điều tra một cách chuyên nghiệp á hả? Nên nhớ mình không phải là công an nha. Nhưng tụi mình là những đứa nhiều chuyện có tổ chức. Nó đó. Ê, hay là mình có thể nào mở một cái văn phòng nhìn cho nó chuyên nghiệp chút xíu được không mày? Lấy tiền mày nha, chứ tao đâu có tiền. Giờ thì tụi bay đã biết được tác dụng của những người nhiều tiền như tao rồi đúng không? Tilo, theo như tao thấy thì cái văn phòng của mình nó thiếu nhẹ nhẹ sương sương á Tilo. Thiếu là thiếu gì mày? Thì thiếu. Tao thấy thiếu gì đâu. Văn phòng làm hơn công viên nữa, tụi bay bày quá trời. Mập đinh này, gãy ghế tao mày. Ôi giời, gãy tao đề nó 10 cái y chang. Thì tao á là mình làm văn phòng thì ít nhất mỗi đứa cũng phải có một cái laptop để làm việc, nó mới ra dáng đúng không Ken? Hợp lý. Tao màu hồng. Tao màu đen nhá. Tao sao không được. Đâu vậy? Đâu có sẵn cho mấy anh chị à? Đãi thiên hạ hả? Chị Lô, ở đây là anh em chi kỷ không mà, hiểu không? Mày không thể nào nói tụi tao là thiên hạ được. Mà đầu tư cho tụi tao là không bao giờ thiệt. Nó nói đúng đấy. Sau này có nhiều người đến đây thuê bên mình điều tra, rồi ai hưởng? Chắc mình tao. Thằng giàu kêu. Ủa, Ken có tiền đó, sao tụi bay không đòi nó? Ê bạn ơi, tiền đấy là tiền của thiên hạ chứ không phải của mình đâu. Mà thôi, tao thấy tụi bay cũng đòi hỏi quá. Giờ một cái laptop một duy nhất là được rồi. Vậy là vẫn bào luôn. Ừ chứ sao, trời. Ê, nhớ ưu tiên màu hồng nha. Ê, tao thấy cái góc này được à. Hay tao mang cái giường lên đây tao ngủ nha. Ê, tao mang luôn cái tủ quần áo tao lên đây nha. Sẵn tiện có gì á, tao đi thay đồ luôn, khỏi phải về nhà, đỡ mất công. Được mấy? Dạ, hai ba má. Cái chỗ này cái chỗ làm việc, chứ không phải chỗ ngủ, chỗ ăn. Nó nói đúng đó. Tụi bay á, được voi đời tiên. Cứ làm tốt đi. Được rồi á, thì cái gì anh cũng chịu á. Cả bốn cô gái này đều tham gia một group lấy tên hội là cần người nuôi hứa sẽ ngoan. Biết group nào? Sao tao biết được? Tao ngoan mà. Sao biết trong đó tao không ngoan? Xạo xạo mày. Thằng này đúng tay chân to mà đỏ như trái nho. Nghe là biết liên quan tới Sugar Baby vậy. Thằng này đúng. Chúng tôi đã điều tra kỹ tất cả những cô gái này sẵn sàng làm Sugar Baby cho những người có nhu cầu, hoặc là tình một đêm, hoặc là cặp bồ với nhau. Vậy là lần này anh muốn tụi tôi giả làm khách để tiếp cận đúng không? Mày hay lắm, nhanh lắm ha. Vì đây là group kín, để trở thành thành viên của group không có đơn giản, phải trải qua xét duyệt rất kỹ. Nhưng nếu đối với những cô gái có nhu cầu kiếm tiền thì chắc sẽ đơn giản hơn. Thôi sao, thua luôn. Không có Sugar Baby nào mà bụng to như tao hết á. Khó phết nhở. Con gái đối với tao chưa bao giờ khó như thế. Trời ơi, chả có đâu khó dễ em nội ảo tưởng. Xàm. Dạy. 3 ly 50 ngàn, móc xỉa. Tụi tao có tiền đó ba, có mày có tiền à. Lại đây. Được bao cà phê. Ba. Gì?
tao. Tụi mày làm gì tao? Nè, tụi bay coi nè. Tao bẹo hình bẹo dạng vậy đó cho vừa lòng tụi bay. Dạ, nhưng mà ui, tao chưa thấy đường gái nào xấu như quả luôn. Xấu đi. Mày cười ít thôi, đứt tay thần kinh á. Tao buồn quá. Là sao nè? Đi về đi, ba lấy cởi mình lụa hết giờ, đi về. Nè. Gì à? Thấy gai gai, tự ngứa. Mày điên quá, tao đang suy nghĩ, làm tao tắt cảm xúc cái. Chứ lô. Vì tao bón hay gì vậy? Bớt đi. Tao cũng đang suy nghĩ trong Vinh nè. Ây da. Mà mày nhắc làm chi? Tự nhiên hơi đau thiệt rồi nè. Giật ca mình, mắc gì đập bàn? Đúng như tao suy nghĩ. Hung thủ chắc là một đứa mà bị sốc rất là nặng về tâm lý. Nhưng mà cụ thể nó là cái gì? Là lên nó. Dậy đi chỗ khác chơi đi. Thằng quá. Nè nha, bốn nạn nhân đều là người con gái có mái tóc đen, không? Cùng một cân nặng, chiều cao, số đo 3 dòng. Mà đã vậy, trên ngực trái đều có một vết bỏng hình tròn. Vậy là hung thủ phải tính toán và suy nghĩ rất là kỹ về đối tượng. Nhưng mà tại sao nó lại chọn trùng một sai ta? À, tao không biết. Tao tán rồi bây giờ. Thằng này ngoài ăn với thu tiền á, mày không biết gì chứ. Tao nghĩ á nha, thằng này phải có thù rất là sâu nặng gì đó với mấy đứa trên đó. Chính xác. Một cái mối thù mà dẫn tới bị tâm lý rất là nặng. Bởi vì nó mới đi tìm, nó giết những con người không cần lý do luôn. Ui, mày đi, tao không hóa trang này sugar baby. Mày có giả, mày cũng phải gu của nó. Đúng. Ờ, vậy, quên. Nhưng mà khó khăn của tụi mình bây giờ là làm sao để có con mồi để dụ cọp. Căng nhà. Bị điên hả? Đang yên đang lành tự nhiên kêu tao đi làm cái con bé đường vậy là sao? Mày không làm ai làm, mày nghĩ coi. Ở đây ba thằng trai của mình, mẹ con gái à. Nó nè, nó ăn không ngồi rồi đó, sao mày không kêu nó làm? Ta đi ngủ cho lành. Tối ngày ngủ ngủ như con heo. Tao hỏi mày nè Trâm Anh. Vậy mày có phải đàn ông không? Nói gì á, thục cái cục trỏ vô mỏ mày giờ. Thì không phải đàn ông thì đi làm sugar baby đi, rồi tụi tao tính. Tụi bay nói chuyện mất cười quá. Tụi bay nhờ giả người ta mà ba thằng bay nói chuyện bằng giọng mẹ không à. Ít nhất phải nói cái gì đó nghe lọt cái lỗ tai tao đi. Biết đâu tôi suy nghĩ lại rồi tao làm cho. Trâm Anh, mày muốn tụi tao nói chuyện tử tế không? Mày bớt nói lại. Thiệt. Nói chuyện với mấy thằng bay tức quá. Toàn là một đám điếu kiến đất không à. Nè bây giờ mày muốn làm đúng không? Thì ít nhất mày phải có đồ hiệu nè, son nè, phấn, nước hoa, đồ này kia nè, thì mày mới làm được. Tự nhiên cái khơi khơi cái kêu tao làm là làm được chắc. Ê, mấy cái này là hàng limited nha đúng không? Ủa mà sao nó giống như hàng Sài Gòn vậy bạn? Của má tao đó. Mày lấy không? Thôi kệ cũng được. Nhưng mà cái khó là ba thằng bay phải ngoan. Chỉ cần ngoan là chị mày cưng ha. Thà miếng son vô coi, sugar baby gì nhìn như con nhà quê vậy. Ai đi được. Chụp hình nó đi luôn. Mày cười lên coi. Cái con này nhìn chụp bình thường, hóa bụng vô, cười tươi lên. Nhìn kia kìa. Tạo dáng đi. Đàng hoàng coi. Nhìn kia kìa. Ôi.
là make up nợ đàn ông một lời xin lỗi chứ mày ạ. Cái này á là dịch quá thiên nga luôn đó. Cái đầu mày tính ra là tao cũng hơi bị ngon á. Tao mà đi ra đường là có khối thằng đàn ông chảy nước dãi với mày nhá. Ừ. Ngon mà đăng kiếm khách đi đó nói xàm. Đăng đăng làm căng bạn. Có thằng cắn câu hả? Ừ, tưởng cái gì? Tính ra mày ế lắm luôn, chăm anh sáng giờ. Không phải. Không phải một thằng, mà là hai thằng. Trời ơi là trời. Bụi có tiền rồi muốn làm gì làm hả? Thuê xe mà không biết giữ gì vậy? Lần sau á đừng có nói chuyện mà tao cho thuê nữa nha. Ủa vậy? Cái gì vậy? Ông Sơn, ông con tôi là từ hả? Tụi nó làm sao? Có ra ngoài ăn dùng á, chùi mé cho sạch. Đừng đánh có điểm biết được. Mà không dám hả? Là chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì hả? Ông không biết. Ông không biết gì hả? Ông biết gì hả? Bà hiểu lầm rồi, bà bình tĩnh lại đi. Tôi với cái con nhỏ đó không có gì hết á. Tụi tôi chỉ là anh em thôi à. Anh em? Ờ. Anh em mà dẫn nhau vô nhà nghỉ, tôi nói ông biết nha. Chính bạn tôi, chính mắt bắt được tại trận. Nó kể tôi nghe nè, bữa nay tôi đánh ông chết. Đơn. Trời ơi là trời. Đứng lại chưa? Một lần là đủ. Tôi xin bà. Tụi lần sau. Tôi xin bà mà. Đi làm sao? Tôi xin bà. Đi làm sao? Xin gì mà xin? Tôi xin bà. Ê, hai anh. Hai anh cứu giùm em. Hai tụi bay là ai? Tới rủ đi chơi gái đúng không? Tao đập ba đứa bay luôn. Tôi là cảnh sát. Chiếc xe này á, vợ chồng tôi mua nhưng mà không có chạy, chỉ để cho thuê thôi à. Nhưng mà có chuyện gì vậy hai anh? Chúng tôi nghi ngờ chiếc xe này chính là phương tiện gây án của hung thủ. Chúng tôi cần sự hợp tác của anh. Dạ. Chứng minh chủ xe cung cấp đó là giả. Vậy là chắc mấy chiếc xe kia nó cũng dùng chứng minh giả rồi. Cách này không tìm được rồi. Tên này khá là ranh ma. Hắn đã lên kế hoạch hành động rất là cẩn thận. Đúng không? À, dạ. Trời ơi, em dễ thương quá. Anh đó là người nhắn tin ở trong group với em nè. Em biết rồi. Lẹ đi. Anh từ từ anh. À, có gì mình phải từ từ. Chẳng lẽ anh muốn có nhiêu đó thôi hả? Nhiêu đó không lẽ không đủ hả? À, không phải. Ý của em á là cái gì mình cũng phải từ từ đúng không? Giờ trước hết á mình ngồi mình tâm sự với nhau xíu nha. Thôi mình ngồi mình tâm sự với nhau xíu đi, có gì đâu mà gấp gáp nè, đúng không? Nè. Hả? Anh thấy em rụt rè như vậy á, anh cũng nói thẳng luôn. Em á thì cần tiền, còn anh á thì cần tình. Anh xong rồi thôi à, chứ không có muốn dây dưa rồi ảnh hưởng tới gia đình của anh nữa. Ôi, anh nói vậy thôi. Anh đi về nhà với vợ anh đi. Đừng ở đây với em nữa. Anh thương mà. Ôi mà. Trời ơi bay ơi, cứu tao. Cứu tao bay ơi. Cứu tao. Đây. Đây nhá. Đồ gian phu dâm phụ này nhá. Hôm nay tao bắt được quả tang rồi. Này còn ông kia, ông có biết đây là vợ tôi không hả? Mấy anh bình tĩnh. Là cô này cũng chủ động chứ, tôi vô can mà. Không nói nhiều, đập luôn cho tao. Ê, khoan. Hình như ông là cái ông bờ hẩm cho thuê xe tôi gặp đúng không? Lại là cậu nữa hả? Gặp hoài vậy cha. Lộn người rồi. Hết ca mình.
Hay là tụi mình bỏ vô này đi vậy? Điền hả? Tới nước này nó bỏ sao bỏ được. Tao thấy Tilo nói đúng á. Manh mối thì có mỗi cái rút kín, lại còn mập mờ nữa. Thôi, chắc cứ để cho công an làm đi. Tao chắc với mày luôn là hung thủ ở trong cái group này chứ. Tao phải chờ tới khi nào nữa? Có khác gì mò kim đáy bể đâu. Tao nói nha, tụi bay muốn dẹp thì dẹp. Nhưng mà tao là tao đã làm hết sức mình rồi đó. Tụi bay không có được đổ thừa tao đâu á. Ừ. Chăm anh nghe ạ. Ừ, dạ đúng rồi. À, em đang cần người chăm sóc á. À, dạ dạ, có gì anh gửi địa chỉ cho em nha. Có gì em tới liền. Dạ vâng. Cha già còn lại đúng không? Chắc là chán cơm thèm phở. Mày im đi. Bây giờ không giờ ăn cọp sẽ bắt được cọp. À, em là Trâm Anh đúng không? Dạ, anh là... Mời em ngồi, anh là Thiện. Cảm ơn anh đã đợi em. Không sao, đợi chờ là hạnh phúc mà. Mà em uống gì? Ngồi kế một người ga lăng như anh á, cho dù có uống nước lọc, em cũng cảm thấy ngọt mà. Anh thấy em ghi trên hồ sơ là cần người nuôi hứa sẽ ngoan đúng không? Ừ. Em thích mấy người đàn ông mà vừa có kinh nghiệm, vừa có tiền nữa. Để em khỏi phải suy nghĩ nhiều á. Anh sao vậy? À không sao. Vậy em nghĩ sao về một người đàn ông đã có gia đình nhưng thích lăng nhăng như tụi anh? Em có nghĩ gì đâu anh ơi. Thời đại bây giờ tân tiến rồi, ai mà rảnh đâu mình đi phán xét mấy cái vấn đề đó. Bọn anh thì có tình, còn bọn em thì có tiền. Có qua có lại vậy thôi chứ. Anh thích một người đơn giản như em đó. Cảm ơn anh đã quá khen. À, mà anh xài nước hoa mùi gì vậy? Thơm á. À không, anh không xài nước hoa. Trên người của thằng đó không có mùi nước hoa, nhưng mà lại có mùi trầm. Bên công an cũng báo là trên người hung thủ có mùi trầm. Hay tụi mình báo công an đi. Chưa có chắc được cái gì hết mà báo cái gì. Mình phải tìm thêm bằng chứng mới được. Bao nhiêu đó sao mà đủ được. Tao cái gì thở đi rồi nói. Ai mà dí mày đâu. Mày làm gì dữ vậy? Tao vừa đi theo dõi nó. Tao biết nhà nó rồi. Nhà nó làm nhang. Đó, tao nói chỉ có đúng. Bây giờ tụi mình đi bắt nó đi. Nó hẹn gặp tao nữa nè. Anh nè. Ừ? Mặc dù á, Trâm Anh không có tiếp xúc với anh nhiều, nhưng mà Trâm Anh thấy anh là một con người ấm áp á. Cho nên là Trâm Anh muốn làm bé đường của anh á. Anh cũng rất thích em, nhưng mà hiện tại anh chưa ly dị vợ được. Con anh còn nhỏ quá. Chị, em không quan trọng chuyện đó. Quan trọng là anh dành thời gian cho em. Mà nè, lỡ như vợ anh phát hiện rồi ngăn cấm hai đứa mình thì sao? Ơ, đáng lý ra em phải hỏi anh câu này chứ. Nhưng mà em nói cho anh nghe nha, em là em không có sợ vợ của anh đâu á. Phương chăm sóc của em á, người nào mà không được thương nữa thì người đó mới là người thứ ba. Đúng không? Đúng. Em đúng là người anh cần tìm. Mà nè. Ừ? Em còn tiền tiêu không? Anh hỏi thường không à. Tiền á thì đối với em có bao giờ là đủ? Rồi, đi với anh. Anh sẽ cho thứ mà em cần. Đó là tiền.
nhầm gì không Vinh? Cái tao tìm nãy giờ không thấy gì luôn á. Mày điên hay nhầm cái gì mà nhầm, tìm tiếp đi. Lo đi tìm đi. Thôi tao không kiếm nữa đâu. Ơ kìa. Mày thích thì kiếm đi. Nhanh đi ba. À, anh nè, anh sao mình dừng ở đây vậy? Anh có món quà muốn tặng cho em. Xuống xe đi em. Em nói em thích tiền lắm đúng không? Ừ, sao vậy? Hai cái đứa này thích cái gì ấy, đi ra nhà nghỉ. Đây không phải cái chỗ của chúng mày húi, nghe chưa? Sao mày cay không muốn xem ai hơn không? Ôi cái thằng này, lão có sao, xin lỗi nhá. Tao đập mày bây giờ, gọi cho tụi nó lẹ đi. Tôi quên, tao xử mày sao nha con chó. Không gọi được rồi. Thôi đi lẹ đi, lẹ đi. Mẹ để đâu ta? Ê Vinh, mày xem nè. Cái gì vậy? Ai đây? Sao có vết bớt đỏ ở tay nè? À, chắc bà này là cái bà phá hủy hạnh phúc gia đình nhà nó nè. Sugar baby á hả? Nè, mẹ em thấy tấm hình nào của ba nó cũng cắt banh chạnh chứ không? Thì tại mấy cái người này nè, vô gia đình nó tan vỡ xong rồi nó bị chấn thương tâm lý á. Rồi bây giờ đâm ra kiểu tìm mấy con sugar baby để giết. Ghê vậy. Ê, đây coi coi gì em. Con chăm anh. Gọi nó. Điện thoại tao hết pin luôn. Thôi đi đi. Nói vậy. Mẹ đừng lo, con sẽ sống, sẽ sống tốt để trả thù những đứa con gái lăng loạn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Con xin lỗi, mẹ tha thứ tội cho con. Hãy
Mẹ tha tội cho con. Tao chịu không nổi. Mày gì chứ? Tụi mày là ai? Hành vi phạm pháp của mày đã bị tao phát hiện rồi. Cười kìa. Phát hiện rồi sao? Bắt mày đó. Rồi làm gì tao? Mày dạo kìa. Bình tĩnh. Mày từ từ đi. Mày bỏ cái dao đó xuống. Biết đâu pháp luật khoan hồng cho mày. Đúng rồi. Tao không cần. Thứ tao cần là... Ôi trời ơi, siêu nó chúng tao. Làm gì nó đi. Ôi, anh, chịu quá. Chịu quá, đúng rồi. Chơi gì, ác ôn mỹ. Nó đó anh, bên kia, thằng kia. Không, mình chỉ đi anh, không. Nó nhìn tao, mày làm cái gì đi. Má mày. Buông tao ra, tao không làm gì sai. Tụi nó đang chết, buông tao ra. Nếu mày nghĩ việc giết người là đúng á, thì mày không chỉ là phạm nhân đâu, mà còn là bệnh nhân đấy. Bệnh nhân? Mày nói cái gì? Tao không bị điên. Tao không bị điên. Buông tao ra. Tao không bị điên mà nó la dữ vậy. Còn chăm anh đâu? Tao cho nó về nghỉ trước rồi. Mà anh em mình hay á, đi ăn mừng đi. Xíu nữa chúng mà. Thôi tao đi về ngủ, mệt lắm rồi. Ôi chờ tao đi. Tao đem trả cái dao cho mấy chú công an. Mày đi ăn mình đi. Tôi đây. Ôi ghê quá.